Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục sở thị Yamaha Expo và Expo Air 2020 chính thức ra mắt. Thương hiệu Nhật Bản vừa giới thiệu cái bộ đôi phiên bản Cruiser Bubble hoàn toàn mới, đó chính là cái chiếc Yamaha Expo và Expo Air 2020 tại thị trường Nhật Bản. Cái sự khác biệt phiên bản cũ là thay đổi vị trí đèn pha, bổ sung thêm cái gam màu sắc mới. Theo thông tin chúng tôi được biết thì cái chiếc Yamaha Expo và Expo Air được phát hành đầu tiên của năm là 2003, và trong cái phiên bản năm 2010, đây được gọi là một thay đổi nhỏ nhỏ. Chiếc xe đi cùng với một khái niệm thiết kế đơn giản, chủ yếu tập trung vào việc sử dụng trong thành thị. Ngoài việc định vị lại đèn pha phía trước, phiên bản Expo Air 2010 còn đi cùng với cái một màu xanh mới, trong khi phiên bản Expo tiêu chuẩn lại đi cùng với gam màu đen phổ biến hơn. Cái sự khác biệt giữa hai bản này như sau. Đối với Expo Air 2020 sẽ được lắp đặt bánh mâm hợp kim với một vài chi tiết tem tại cái bình xăng. Cái giảm tốc sau có cái hiệu suất cao hơn khi được kết hợp cái bình dầu rời. Trong khi phiên bản Expo tiêu chuẩn thì được trang bị cái bình nan hoa và có kiểu dáng cái phần hơi cổ điển hơn. Hệ thống treo gồm cái phục trước 41mm, hành trình 120mm, giảm tốc đôi phía sau là không thể điều chỉnh với hành trình là 71mm. Cả hai cái chiếc Yamaha Expo và Expo Air 2020 đều có dùng cái loại là phanh đĩa 298mm, cái dạng sống cho cái dàn chân trước và sau. Chiếc treo cao yên xe là 89mm, rất dễ dàng ở dùng đối với những khách hàng là châu Á. Ngoài ra còn trang bị màn hình kỹ thuật số LCD rất giản đơn với khả năng hiển thị độ những thông số một cách cụ thể rõ ràng. Mặc dù như vậy thì các hãng bản đều có chung những thông số kỹ thuật cơ bản như có động cơ là Westin SOC 941cc 4 quạnh 4 thì làm mát bằng không khí, hộp số 5 cấp, bình xăng có dung tích là 13 lít, kích thước lớp trước là 19 inch và cái phía sau 16 inch. Các thông số trước và sau lần lượt 100-90 và 150-80. Hiện cả hai phiên bản hoàn toàn mới này được bán tại thị Nhật Bản. Trước tiên vẫn chưa tiết lộ mức giá bán thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, share, subscribe.